So sức mạnh tàu Kilo Việt Nam Trung Quốc. Theo phân tích của Mỹ, tạp chí New Week Mỹ đầu tháng 4 năm 2015 đã có những phân tích về sự khác nhau giữa tàu ngầm Kilo 636 MV của Việt Nam và Kilo 636 MK của Trung Quốc khi chiếc HQ 185 Khánh Hòa chuẩn bị lên đường về Việt Nam. Trước tiên, Kilo Việt Nam được trang bị hệ thống tên lửa Club S có thể tấn công nhiều loại mục tiêu với tầm bắn lên tới 300 km hệ thống vũ khí này Nga chỉ bán cho Việt Nam và hai nước Ấn Độ, Algeria. Khác biệt thứ hai là Kilo Việt Nam được trang bị radar dẫn đường phức hợp đa tác dụng GE201, loại mới nhất. Loại radar này không được xuất khẩu cho Trung Quốc, có ưu điểm lớn nhất là giảm tối đa tạp âm trong môi trường nước và giúp đa dạng hóa biện pháp dẫn đường. Khác biệt thứ ba là hệ thống Sona. Kilo 636MK của Trung Quốc chỉ được trang bị hệ thống Sona MGK400E, loại cơ bản trong khi Kilo 636MV lại được lắp đặt hệ thống Sona MGK400E loại cải tiến. Khác biệt thứ tư là hệ thống kính tiềm vọng. Tuy Kilo 636MK và Kilo 636MV đều được trang bị hệ thống thám chắc quang học, nhưng kính tiềm vọng sử dụng cho nhiệm vụ tấn công của tàu ngầm Việt Nam được lắp đặt thêm thiết bị đo cự ly bằng tia laser và hệ thống quan trắc TV-IR. Điều đó có nghĩa là năng lực tác chiến ban đêm và độ chính xác của đòn đánh ở tàu ngầm Việt Nam sẽ cao hơn Trung Quốc. Điểm khác biệt cuối cùng được báo Mỹ chỉ ra là hệ thống điều hòa mà Kilo 636 MV sử dụng thích hợp hơn với khí hậu địa hình nhiệt đới. Trong khi đó, Kilo 636 MK của Trung Quốc thì không có hệ thống này. Canada thì khen ngợi, ngoài những điểm khác biệt lớn giữa tàu ngầm Kilo 636 MV của Việt Nam so với Kilo 636 MK được New Week phân tích, tạp chí quốc phòng Canwa Defense Review của Canada đã đăng tải những thông tin ca ngợi về sức mạnh tiếp theo của tàu ngầm Kilo Việt Nam. Canwa Defense Review phân tích, trong những trang bị khác biệt của tàu ngầm Kilo Việt Nam so với Kilo của Trung Quốc, đó là lớp vật liệu chống dự âm, hay còn gọi là ngói chống dự âm. Dù không chỉ ra cụ thể, nhưng Canwa khẳng định lớp vật liệu này trên tàu Kilo 636MV của Việt Nam hiện đại hơn nhiều Kilo của Trung Quốc. Được biết, lớp ngói chống dự âm được phủ trên vỏ tàu và cánh ngầm để hấp thu sóng âm sona, làm giảm thiểu và méo đi những tín hiệu dội lại. Lớp vật liệu này cũng làm giảm đi những tiếng ồn gây ra bởi tàu ngầm, do đó làm giảm đi khoảng cách bị phát hiện bởi sona thụ động. Sona thụ động của tàu ngầm cũng là con mắt của tàu khi đi ngầm thu âm thanh của chân vịt tàu đối phương. Qua hệ thống phân tích và kinh nghiệm của thủy thủ, sona có thể biết được mục tiêu là chủng loại tàu nào, hướng đi và tốc độ của tàu. Hiện nay Trung Quốc là nước mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga nhiều nhất với tổng số 12 chiếc với các phiên bản khác nhau của Nga. Cho đến năm 2006, Nga đã bàn giao tất cả tàu ngầm lớp Kilo cho Trung Quốc.